Dạ con xin mến chào tất cả quý chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Hôm nay tiếp tục con mời quý chú mình ghé lại vườn của em Nhàn, cũng khá lâu rồi ha. Em Nhàn mới quay trở lại để giao lưu cùng quý cô chú. Cũng rất mong quý chú xem yêu mến ủng hộ cho em ha. Em Nhàn thì quý chú cũng khá quen rồi, chuyên các dòng trang. Đặc biệt hôm nay có thêm mới lô mai chiếu thủy quý chú, mai chiếu thủy tông cao, dáng trực tông cao ha, tóc thang cao. Sàm trái nữa nè, trang vàng, trang sen. Nói chung là nhiều cây đẹp để cho mình lựa chọn ha. Rồi con mời quý chú gặp lại em Nhàn ha. Rồi anh chào Nhàn ơi. Dạ. Chào anh Khánh ha. Chào toàn thể cô chú anh chị yêu thích bonsai cây kiển trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì cũng hôm nay cũng chúc sức khỏe ha. Cô chú anh chị mình luôn thành công trong công việc. Thì nhà vườn cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành ủng hộ shop trong thời gian qua. Thì hôm nay quay trở lại thì mình cũng giới thiệu đến cô chú anh chị một số mặt hàng bonsai hoa kiển giá rẻ ha. Dạ. Có mai chiếu thủy da đen lá lớn nè, sâm núi trái, rồi trang vàng, trang đỏ, trang sen như thường lệ ha. Thì giá cũng rất là yêu thương ha, cũng mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Thì shop mình trước giờ thì giao lưu là vẫn bao ship, bao sống cho cô chú anh chị mình hết, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị ơi. Cái đó thì khỏi phải nhắc lại ha. Cô chú anh chị nào yêu thích thì ủng hộ dùm shop ha. Số điện thoại của shop mình là 0853 138 138 ha. Số điện thoại Zalo luôn cô chú anh chị để mình chốt cây. Thì đầu tiên hôm nay là mã số 1 là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn ha. Hàng cũng đang hot đây, anh em đang chơi mai chiếu thủy rất là mạnh. Thì cái hàng này là tông cao ha, tông cao. Có mấy cây lùng cũng có, tông cao cũng có. Này là mình chơi văn nhân ha, cành gớt, cốt chi thì nó có sẵn hết rồi. Lô này anh em mình về là chỉ việc vô dây là định hình nó thôi. Vô dây hàng là thường chậu sống khỏe, vô dây liền luôn, khỏi phải lo nuôi nuôi gì hết em. Nè rễ nè, rễ bông nó ra trắng hết trơn ha. Anh em mình về nữa mình xử lý đế thêm. Rồi. Thả bồn hoặc là thả đất gì mình nuôi đó anh em, cho mình nhử rễ ra nữa mình kéo ha. Mai chiếu thủy thì làm đế thì nó dễ thôi. Nhưng mà quan trọng cái cốt này nó đẹp ha, cái cốt form văn nhân mà cốt chi nó ra đều hết rồi. Anh em mình gì cứ việc là về dịnh dây vô là bẻ thôi, sắp chi nó thôi. Rồi, đo thông số giúp anh luôn. Rồi, còn hoặc muốn chơi lùng lực về bầu nó lấy 2-3 khúc gì ha, mua 1 cây về lời được 2-3 cây. Bầu 2-3 khúc hả? Cây này hoành ngay cái eo là 19 rồi cô chú anh chị. Rồi, 19. Rồi, mình đo cái hoành cũ luôn cho cô chú anh chị mình tham khảo là cái 30 đi ha. Rồi. Cũ nè, đế nó còn nở nữa mà mình đo ngay cũ thôi. Thì chiều cao này mình đo tổng thể của cái thân thôi là 63, không có đo tược ha cô chú anh chị. Tược thì nó dài khoảng 30 cm, cỡ như cái nhỏ nhỏ hơn cái ống hút chút xíu, vừa vô dây dữ lắm cô chú anh chị ơi. Thì mã số 1 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Chỉ 300k dạ, quá dễ chơi cô chú anh chị ơi. Rồi 300.000 300k bao ship tận nhà cho cô chú anh chị mình, nhận cây kiểm tra hàng thanh toán chỉ 300k thôi. Dạ. Về cô chú anh chị mình thả đất mình nuôi vài năm nữa thì hả nó cũng to nữa cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi rồi tiếp anh theo hay. Là cây mã số 2. Cái này thì mình thuần chậu cũng lâu rồi, có cây thì nó ăn cứng bầu, có cây thì nó cũng còn hơi lỏng lỏng nên nó cũng hơi lắc lắc ha cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 2. Số 2. Mấy cây này nói chung là về vô dây liền quý chú ha. Cây này thì hoành eo nó là 15 nè cô chú anh chị, ngay eo nhỏ 15 ha. Mình đo cái cũ luôn, cái cũ này cũng là 30 luôn, cũ nó còn nữa cô chú anh chị, đế còn ha nhưng mà mình không lôi sâu. Thì mấy rễ nhỏ này nè cô chú anh chị, nữa mình mồi ra là mình sẽ được cái bộ đế 24 giờ đó cô chú anh chị. Rồi chiều cao tổng thể của nó là 70, chiều cao của thân chính thôi ha, không có đo tược ha cô chú anh chị. Mã số 2 là mai chiếu thủy da đen lá lớn luôn, cũng lưu rồi, lưu rất là đẹp luôn ha. 300 luôn em nhà. À, cây này 250k đó, nhỏ hơn mình bán giá rẻ ha. 250 thôi. 250 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi. Số 2, nói chung là dáng nó có lắc lượng ở trên đỉnh cô chú anh chị để mình chơi một cây văn nhân cành gớt ha. Rồi tiếp xin đổi mà. Cây luôn cô chú anh chị ơi. Này mấy cây tông cao không quý chú ơi, chơi văn nhân cành gớt không? Rồi, đổi luôn. Rồi tiếp theo là mã số 3 đó, như mấy cây này thì bầu cứng khừ rồi cô chú anh chị. Thì mình giao lưu là bao sống bao ship cho cô chú anh chị yên tâm ha. Mã số 3 mai chiếu thủy này thì nó sống khỏe rồi, yên tâm chơi. Rồi cây này hoành mình đo được ngay cái eo này là 20 nè cô chú anh chị ơi. Đo ngay eo ha, cũ nó còn nở nữa cô chú anh chị. Đó, cũ nó có nở hết, loại này nở cũ dữ lắm cô chú anh chị.
Cụ đế này mình kể 30 luôn cô chú anh chị ơi. Cao là 67cm ha. Số 3. Cây này cũng xin vô lưu là 300k ha cô chú anh chị ơi. Đã bao gồm phí ship ha cô chú anh chị. Mấy cây này mà quắn ship đi cũng cao, đo cồng kềnh đủ thứ trên cô chú anh chị. Dạ rồi. Phí ship cả 100k. Rồi mình xin đổi cây ha. Này nè, nữa mình có thể mình làm mấy cây tử lên nữa là được nè cô chú anh chị. Bởi vì mình chừa mình không có cắt ha. Đặc biệt là thân sạch không ha chú, nuôi tông cao. Thân không có thẹo cô chú anh chị ơi. Đây mã số 4 ha cô chú anh chị. Đó, mình chơi tông cao cành gớt nè, nó có cốt chi sẵn trơn nè cô chú anh chị. Đó, ngay đây mình có cốt chi mình xài được hết ha, bằng cái ống hút hết rồi, cốt chi bằng ống hút rồi. Thân thì nó là ná giống nhau vậy thôi, dạ. Nguyên lô giống nhau. Cây này hoành là 18. Có củ hết. Chiều cao thì 50. Rồi. Củ đế nở ha, nói chung củ đế nó nở hơn 30 hết cô chú anh chị. Cứ về vô dây bẻ sữa theo ý thích thôi. Nhiều đây. Cây này cũng vô lô 300k bao ship cho cô chú anh chị mình ha. 300. Rồi tiếp luôn nha nhà. Rồi xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 5 cô chú anh chị. Đó, cũng một cây dáng tông cao luôn. Bó cho mình xong về mình vô dây cái mình trồng cố định luôn hả quý vị? Dạ. Tông cao cành gớt. Cây này trước giờ mình giao lưu lùng lực không, giờ mình chơi tông cao ha. Cây này hoành nó là 17cm heo ha. Đế cũ như nhau. Đế cũ hết cô chú anh chị. Cũ đế là 40 nữ cá là được. Cao là 60. Đó, cốt chi này về vô dây thoải mái luôn cô chú anh chị ha. Có cành nè. Này chơi một cây tử lên nó rất là đẹp ha. Trên đây che xuống dưới đây tử lên ha. Thì cây này cũng xin giao lưu là 300k bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Cây này thì mình làm ra cái cây nó cũng rất là duyên dáng cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thích chơi chụp cành gớt thì chọn mấy cây này. Rồi. Xin đổi cây. Đổi luôn em ha. Không thôi ghép lại chơi nguyên cái rừng. Dạ. Yeah. Làm cái bệ cụm rừng lớn. Làm bệ cụm rừng nhiều thân ha chú, 5-7 thân gì đó tùy ha. Mã số 6 ha cô chú anh chị. 9 thân cũng được. Nhưng mà cây này hoành là 20, hoành eo là 20 ha. Cũ thì khỏi đi nha. Cũ khỏi đo ha. Dạ. Cây này cao là 58. Rồi, cũng xin vô lưu là 300k luôn. Cái này mình để mình chơi mẫu tử không thích về cắt bỏ của chú chị. Rất là dễ chơi. Mấy cây này thì đế cũ nó nở ha. Cái dòng này nó cũ nó nở. Mã số 6 cũng 300k luôn của chú anh chị. Rồi, cây này có thể cắt cái tử xuống lùng tí nữa cũng được. Dạ. Tùy theo mỗi người ha. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi xin đổi cây. Đã bao ship tới nhà cho cô chú ha. Rồi tiếp theo là mã số 7 ha cô chú anh chị ơi. Đó, cũng một cây cây này thì nó hơi thấp hơn những cây vừa rồi. Nó cũng có cốt chi sẵn hết đó cô chú anh chị. Hoành eo đo được là 19cm. Chiều cao của cây là 37. Dạ. Rồi vẫn giao lưu là 300k ha cô chú anh chị. Cốt chi có sẵn về cô chú anh chị mình vô dây bẻ sữa ha. Mã số 7. Số 7. Mai chiếu thủy da đen lá lớn. Dạ. Rồi. Tiếp tục luôn em ha. Xin đổi cây. Nó có sẵn hết trơn chứ không phải cái phôi ha cho nên mình rút ngắn thời gian của mình nhiều lắm. Nuôi gì nó cũng tầm 5 tháng rồi đó cô chú anh chị. Như cây này. Mã số 8. Về vô dây ha, cái này nó bằng chiếc đũa luôn nè cô chú anh chị. Quá dừa vô dây luôn. Dừa vô dây dữ lắm luôn. Cây này hoành là 16 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 60. Đó vẫn là củ đế nở ha. Mấy cái rễ nhỏ này nè, là mấy cái rễ này mình sắp đế đó cô chú anh chị. Về mình trồng lắp, mình nhử đế nó ra cái mình sửa ra đế 24 giờ ha. Rồi vẫn là 300k bao ship ha cô chú anh chị. Vẫn là 300. Mã số 8. Rồi tiếp giá, giá rất là dễ chơi. Rồi, xin đổi cây. Có 300k. Cây chơi văn nhân cành gớt là hết sảy chú. Bao ship tận nhà. Rồi, tiếp theo là cây mã số 9. Cây này cũng củ nở luôn cô chú anh chị. Cây này củ nở nhất trong cái lô này ha. Hoành là 19. Củ nở đặc tròn luôn cô chú anh chị. Chiều cao tổng nó là 50 ha. Cây này chi cành là về lọc vô dây thoải mái luôn cô chú anh chị. Cũng 300k thôi. Cô chú anh chị mình yêu thích mai chiếu thủy mà ít tiền ha. Là chọn mấy cây này là hợp lý luôn. Dạ. Yeah. Chỉ có 300 ngàn mà được bao ship tận nhà về là mua kẽm vô dây liền luôn. Mua nhôm là vô liền luôn. Rồi. Yêu thích sáng tạo gì đó bẻ sữa thoải mái ha. Cô chú anh chị khỏi phải đợi ra chi gì hết. Mua phôi phải đợi nó ra chi rồi nữa.
Rồi, cây mã số 10 này thì lùng lực nè cô chú anh chị, tàng đa thiên nhiên ha. Đó, mấy cây làm cây thiên nhiên cũng đẹp nè, cốt chi có sẵn nữa đó cô chú anh chị. Rất đồ được cây thiên nhiên lùng lực ha. Lùng lực thiên nhiên. Này chơi form tán đa. Hoành là 23 cm, chiều cao của nó là 17 cm, cao của thân chính ha. Có sẵn luôn, có sẵn cốt chi, nó đúng trơn luôn, nó mọc đúng cốt chi trơn ha cô chú anh chị. Về cứ việc lạp ra thôi, thiên nhiên thôi. Rồi cây này cũng xin giao lưu là 300k, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, 300. Tiếp em ơi. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tới sam trái hay là tới trang đây? Sam trái đây nè. Sam trái mình vô mấy cây lùng lực trước ha cô chú anh chị. Sam trái thì nó có hai tông lùng lực với lại là trực lắc. Cây này mình xin đo hoành ngay đây ha. Đây là gì, là 19 cm ha cô chú anh chị ơi. 19 cm, cao là 12, cao từ mặt chậu lên là 12 cm thôi cô chú. Sam trái lùng lực. Rồi. Lùng lực. Nhiều này. Cốt chi nó có sẵn ha, mầm khỏe hết. Cây này xin giao lưu là 300k thôi cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc ha. Dạ. Đế đẹp. Tiêu chí giá rẻ ha cô chú. Dạ. Rồi, xin đổi cây. Nhiều lựa chọn cho mình. Rồi, tiếp theo nữa, cây này đế nôm đã, nhìn đẹp mắt cô chú anh chị ha. Hoành là 17 cm. Chiều cao này là 12, cao từ mặt bầu lên ha, còn thân chính mà tự rễ lên nó 9 cm. Rồi cây này mã số là 12. Cây này cũng vô lưu là 300.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã 12, 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo là mã 13. Cây này hoành 16 cô chú anh chị ha. Mã 13, hoành 16, cao 10, cũng vô lưu 300.000 luôn, bao phí ship toàn quốc ha. Đây, hoành này gần 17, mình kể 16 thôi. Chiều cao là 12 cm, kể dưới từ mặt chậu lên ha, còn từ cổ rễ lên là 10 cm. Rồi 300k, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, mã 13. Rồi xin đổi cây. Và tiếp theo 14 thì mình lên cái này một cặp đi cô chú anh chị, sam trái ha. Sam trái này lên cặp cho lưu giá em ha. Hàng sửa thăng lắc lượng ha. Đúng rồi, đưa cái viết vô. Này cũng anh thấy cũng già nha ha. Già cây. Nó cũ, nó cũng nở to luôn anh. Rồi, cây này hoành nó là 16. Mấy cây này gọn gọn dễ chơi ha. Chiều cao là 20. Không có co lắc đồ quái quá ha. Vừa cây này hoành 16 luôn cô chú anh chị. Cũng cao là 20 luôn. Đó. Thì cây này mã là 14 ha cô chú anh chị ơi, mã 14 ha. Mã 14 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình, cặp này là 450.000 một cặp ha cô chú anh chị. Cặp 14. 450. Rễ nó cuốn mạnh rồi cô chú anh chị. Ở dưới nè ha cô chú. Rễ nó đang cuốn đó, đang cuốn đầu rễ nè cô chú anh chị thấy ha, cây khỏe là nó cuốn đầu rễ như nè cô chú anh chị. Ha. Dạ. Còn mấy cây mà nó không cuốn đầu rễ là nó dễ đi lắm ha. Đây. Nó ra tược ảo xong nó chết, còn cây mà nó ra rễ như là nó sống đó cô chú anh chị. Rồi, 450 một cặp. Dạ, mã 14. Rồi, 14. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã 15 ha cô chú anh chị nha. Quên lấy cái chậu lên để cho nó nằm im. 15. Rồi, để anh cầm cây cho. Rồi, tiếp đây. Đó. Để rất là đẹp ha cô chú anh chị ơi. Về mình trồng thì mình dịnh sao? Vô chậu thì nó sẽ nằm im à, tại cái rễ dưới á nó lỗi chỗ lỗi chỗ. Trên đây hoành cũng là 16. Chắc mình đo cây được rồi em. Cái đây hoành là 15, cặp, cặp này cũng xin giao lưu là 450.000 ha, đế đẹp ha cô chú anh chị ạ. Cây già quá. Cây già, cây ha, mầm nó khỏe luôn, bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình ha. Mã 15 cô chú anh chị ạ. 450 hai cây. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã 16 ha cô chú anh chị ơi. Cũng vậy cũng luôn. Là hai cây luôn. Hai cây này nó tựa tựa nhau luôn ha, giống nhau cô chú anh chị. Cây này hoành là 14. Rồi, được rồi. Rồi, mình đo tượng trưng vậy đi. Tượng cặp này thì rồi. Mình giao lưu 400.000 thôi. Còn hơi nhỏ hơn cái kia tí xíu, được cái gọng lắc cũng rất là khéo ha. Mà hai cây này như sinh đôi vậy ha. Sinh đôi, đế nó cũng tựa nhau mà cái thân nó lắc nó cũng tựa nhau luôn.
Y gan luôn. 400k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Chơi xin đổi cây. Giống nhau là chơi hai cây này nè. Dạ. Yeah. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là cặp mã số 17 của chú anh chị á. 17 cũng hai cây ha, hai cây. Cây con cây này để quá đẹp. Xăm núi trái. Cây này hoành là 17 luôn. Cây hoành 17 đó quá đẹp. Cây đây hoành 16 thì chiều cao nó là 24cm ha. Đó, hai cây rất là đẹp, rất là duyên dáng luôn cô chú anh chị à. Cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình 450.000, cặp này 450k, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Rồi, xin đổi cây. Rồi. Mã 17. 17. Rồi cặp mã 18 thì mình lên một cái cặp này dán đổ ha. Cái kia dán trực ha, dán dán. Dạ. Đó, dán đổ nè cô chú anh chị. Đổ. Về vô chậu. Nhỏ gọn ừ, đổ treo ha. Đó, hai cây. Hai cây. Rồi, cặp mã số 18 ha. Rồi mình đo hoành cho cô chú anh chị mình xem mấy cây này đế cây cũng đẹp luôn. Đo một cây thôi. Đó. Tại vì nó một lô nó nay ná giống chân, nhau thôi. Dạ. Cây này hoành 16 của chú anh chị à. Rồi đo cái cành bay ra coi, cành bay là 20. Em nhàn cắt thì cũng nó kích thước nó cũng tương tự luôn. 450k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình cặp này ha, mã số 18. Dạ, 450 thôi à. Hai cây. Hai cây. Combo hai cây, một cặp 450 bao phí ship tận nhà cho cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Rồi, tiếp tục. Xin đổi cây. 18. Cô chú anh chị mình xem clip không rõ thì mình cứ kết bạn Zalo ha cô chú anh chị xem lại cây ha. Hôm nay cũng có trang vàng lớn ha, giống trang vàng lớn, trang đỏ, đỏ này mình lên cặp luôn nè cô chú anh chị đó. Lùng lùng mini ha. Dạ. Rồi cặp này là mã số là 19 ha cô chú anh chị, giao lưu theo cặp ha cô chú anh chị. Một cặp chỉ có 300k thôi. 300k bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Cây bên đây hoành nó là 18 ha, đo chùm gì ha là 18 ha. Cây bên đây thì nó hơi nhỏ hơn tí. Cây bên đây thì hoành nó là 14 nhưng mà được cái là cốt chi nó đều ha, lùng lực. Nó một cặp 300k ha. Dâm mũ khỏe bao phí ship. Dạ dâm mũ sống khỏe. Đợt này thì ok rồi, đi mọi miền tổ quốc được hết mà. Rồi. Mã 19 ha cô chú anh chị. Hai cây chỉ có 300 thôi. Đổi cây. Rất quá rẻ cô chú anh chị. Nội công bứng vô chậu tiền ship nó hết 100.000 rồi. Lúc này rẻ thì mình chơi đi ha. Dạ, rẻ thì cứ việc chơi thì cứ chơi. Cây như thế này nè cô chú, mà mình chơi thiên nhiên cũng được nữa, khổ gì. Cái này mình khỏi vô kẽm như gì hết trơn á, mình cứ tỉa tròn như như tỉa tóc vậy thôi. Cặp mã số 20. Như cái cây này cái dách nó nở to vậy nè. Nói chung là lô cây này nó có sắp đế hết cô chú anh chị, do là mình bứng thì nó còn nhỏ thôi. Đây là hoành là 15, do là tới đất người ta trả đất đó, nên người ta mới bứng nhỏ gì ta bán nè. Cây đây hoành 16. Dạ. Nhỏ thì giá nó cũng nhỏ, dễ chơi. 300k bao phí ship ha cô chú anh chị. Cặp mã số 20. Trang đỏ là mình giao lưu đồng giá hết 300k cặp cô chú anh chị. Dạ. Như cái cây nè, mình mua mình mướn bứng không, ví dụ như mướn bứng là 10.000 rồi cô chú anh chị, về khui vô chậu rồi chiên chở này kia kia nọ nó phí ship đi nữa thì thấy một cặp nó có 100.000 tiền chi phí rồi đó. Giờ như là cô chú anh chị mua về chỉ là chơi thôi. Mấy cây này đẹp lắm. Cặp 21. Cái cụm tròn vo ở đây em ha. Nó nhỏ mà tàn nó đều ha cô chú anh chị. Mấy cây này gì mình dễ chơi, chứ còn mấy cây nhỏ mà nó cao điêu, nó không có cốt cành gì trơn á, mình không về làm không có đẹp. Có cốt cành sẵn thì mình nuôi cây nó dễ chơi cô chú anh chị. Giờ mình tỉa tròn thôi là nó cũng ra ba ha, nó đẹp rồi. Hoành cây này 16 ha. Mình cây ở đây 14 thì chiều cao này là 13cm ha, hàng lùng lực. Mã số 21 ha cô chú anh chị. 21. Rồi. 300k bao phí ship toàn quốc ha. Rồi, xin đổi cây. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi, tiếp theo cặp 22. Cái này cô chú anh chị mình chốt hai cặp mình giảm cho 50k ha cô chú anh chị. Hai cặp được giảm luôn ha. Hai cặp có giảm giá luôn, chốt cặp nhiều có 300, là giảm. Hai cặp có 550 à ha. Dạ. 4 cây luôn chú. Cây bên đây hoành 12. Quá dễ chơi luôn. Cây bên đây thì hoành nó 17. Dạ.
cho nó có cái nhánh chân ha, nó nhìn cái cây nó lực lên. Cũng 300.000 bao ship luôn, để rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Mã số là 22, trang đỏ lá nhỏ ha cô chú anh chị. Hồ trăm ngàn ha cô chú. Lâu nay cũng mới quay trở lại. Rồi, xin đổi cái tiếp tục luôn. Cái gì vậy? Motor anh xúc hay gì? Rồi. Tiếp theo là cặp số 23 cô chú anh chị. Cặp 23. Hoành là 15 cm thôi cô chú anh chị. Cây bên đây hoành 14. Mã 23, giao lưu 300.000, bao phí ship toàn quốc. Dạ. Rồi. Mã 23. 300. 300k, bao phí ship toàn quốc. Xin đổi cây. Rồi tới trang trang vàng của chú anh chị nha. Lâu lắm rồi mới gặp lại nè quý chú. Trang vàng. Tiếp theo mã 24. Những cái cây to và cây to ha, bao sóng bao ship cho cô chú anh chị. Này về cứ gọt thẹo tha keo vô chậu thôi. Mầm rất là khỏe. Hoành 23 cm ha cô chú anh chị. Chiều cao 16 cm. Mã số 24, giao lưu 230k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Này bán giá rẻ ghê luôn cô chú anh chị, thanh lý luôn. Rẻ ghê luôn ha. 230 thôi em ha. 230k, 230k một cây. Mã số là 24. Dạ. Đế nó cũng chạy đều ha. Mấy này về mình nuôi mấy cái chậu lớn lớn nữa. Chơi form cây lớn rất là đẹp cô chú anh chị. Đây. Tông cao nữa nè. Mã 25. Hoành là 22 cm cô chú anh chị, dách đế nở ha, cao 26 cm, nồi đế 46 cm ha cô chú anh chị. Giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 230.000 luôn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Quá đẹp cây này. Trang vàng lá nhỏ 23. Ha cô chú anh chị. Rồi tiếp anh ơi. Xin đổi cây. Rồi, tiếp theo mã số 26 ha. Nguyên cục luôn, có cái bệ đặt cứng ngắt. Cũ cứng ngắt. Cũ, cây già cây ha cô chú anh chị. Hoành 25 cm. Chiều cao 15 x 25. Cái đế này cũng nở to 42 ha, cũ rất là to. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình 250.000, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Mã 26, mầm rất là khỏe ha cô chú anh chị. Rồi, đổi cây. Rồi tiếp theo là mã 27. Cây này cũng mầm rất là khỏe ha, một cốt đàn đa đều luôn cô chú anh chị. Dạ, 27. Hoành 22 cm ha cô chú anh chị. Cao 17 cm ha. Giao lưu 230.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi 230. Mã 27. Rồi 230k. Quá dễ chơi của chú ha. Rồi đếm này. Rất mềm luôn. Xin lỗi cây. Rồi đổi luôn em ơi. Rồi, tiếp theo mã 28 ha cô chú anh chị. Cây này thì cốt cành lùng lực luôn cô chú anh chị. Mình đo trên đây ha, đo hạo trên đây ha, là 20 ha. Còn dưới này nó cắn cái nhánh thì nó ra tới 25. Cao là 16 cm ha cô chú anh chị. Về có thể mình cắt cái nhánh này bỏ luôn đi cho nó đẹp ha. Rồi giao lưu 230.000, mã 28 ha, 230.000. Rồi 230. Rồi bao ship toàn quốc. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã 29 ha cô chú anh chị. Là trang vàng luôn, hàng lùng lực luôn ha. Tạc đa rất là đều. Cây này hoành 22 cm ha cô chú anh chị.
chiều cao là 20, giao lưu 230.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Dạ, lúc trước có 500-600 gấp đôi cô chú, giờ còn 230, quá dễ chơi. Xin đổi cây, thời điểm trước dịch mấy cây về tiền triệu. Tiền triệu luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo là... cây này đẹp quá luôn. Mã 30 cô chú anh chị ạ. 30 ha, cốt cành điệu. Cây sống khỏe ha. Vành 27cm cô chú anh chị ạ. Chiều cao là 16cm. Giao lưu 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Vành 27, mã số 30 ha cô chú anh chị ạ. 300 hả anh? Dạ. Đổi luôn nha nhà. Đổi cây. Chú xem lô này ha chú, rất cây rất là đẹp luôn mà giá cực kỳ luôn. Rồi, tiếp theo là mã 31 ha cô chú anh chị ạ. Cục này quá xá một cục. Cái tay. Quá xá một cái cục cứng ngắc. Rồi, hoành mình đo vậy là 30 nè, mình trừ hao cắn dây mình kể 27cm thôi. Dạ. Cao 14cm ha cô chú anh chị ạ. Mã 31. Rồi. Giao lưu 300k nha cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc ha, một cây rất là to, rất là già. Cục rất là to luôn. Này về mình lên mấy cái chậu lớn mình nuôi nó, mình chơi cái form tàn lớn ha cô chú anh chị. Dạ, 300 thôi em ha. Dạ. Bán giống như là thanh lý luôn. Rồi tiếp theo là mã 32. 32. Cái cây vừa rồi đó, quá đẹp luôn. 300 thôi, to lắm. Hoành 21cm ha cô chú anh chị ạ. Cao 22cm. Hàng già nha cô chú. Giao lưu 230.000 ha, 230.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã 32 ha cô chú anh chị ạ. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo mã 33 ha cô chú anh chị ạ. Chú thấy cái nước già nó là biết cây như thế nào. Hàng rất là già. 33. Trên luôn. Rồi, trên này đi là hoành 21 ha. Dạ. Chiều cao 20, giao lưu 230.000 ha, bao ship toàn quốc. Mã 33 ha cô chú anh chị ạ. Dạ, xin đậu cái cây. Dạ, tiếp tục luôn. Tiếp theo mã 34 ha cô chú anh chị, là trang vàng lá nhỏ ha. Cây này hoành đó là 22cm cô chú anh chị ạ. Có đó chú ạ. Nè, 22cm. 22. Chiều cao là 15cm ha cô chú anh chị. Giao lưu là 230.000. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã số là 33. Rồi. Trang vàng ha cô chú anh chị. Đổi cây. Luôn em ha. Rồi, tiếp theo 34 mình lên trang sen ha. Này bán cặp. Còn mấy cặp mình giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Quá trời cái cũ, quá trời cái đế. Cũ đế đẹp ha. Mã 34. Sắp đế em ha. Sắp dạ, đế có sắp cũ. Sắp đế có cũ luôn. To to. Này chơi tàn thiên nhiên cũng hết sảy rồi chú. Dạ. Rổ vô dây làm chi cho. Cây đai hoành 18. Cây đai hoành 17. Cặp này giao lưu là 450.000. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. 34. Đặt cứng ngắt luôn em ha. Dạ, đế rất là đẹp. Rồi, mầm cũng rất là khỏe ha. 34. 450. Dạ. Rồi tiếp theo là cặp 35 ha cô chú anh chị ạ. Đây là trang sen ha. Trang sen, sen nhật hoa màu đỏ cô chú anh chị. Cây khỏe ha, lên tượng mạnh. 35. Đế quá đẹp luôn. Sập đế từ nhỏ, đế rất là đều ha cô chú anh chị ạ. Hoành cây này là 17. Hoành cây này 18. Cặp này giao lưu 400k bao ship cô chú anh chị ơi. Giá cũng rất là nhanh lẹ luôn. 35 ha cô chú anh chị. 400k. Dạ. Yeah. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Dạ, xin đổi cây luôn. Mấy cây sen này đẹp quá. Rồi, tiếp theo là cặp 36 ha cô chú anh chị ơi. Hai cây này về có thể mình cắt lùng xuống cho nó bằng với cây anh đây luôn cũng được ha. Đế nè. Tròn xe luôn. Cái này hoành nó là 17. Cái này hoành 16. Thì cặp này cũng giao lưu 400.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi. 36 của chú anh chị. 36. Đây.
Dạ, xin đổi cây. Rồi 37. 37 luôn đi. Còn 3 cây ha, 3 cây mình gỡ mình giao luôn cả luôn. Combo luôn, 3 cây. 37. Quá đẹp luôn chú. Cây này đấy là đế to to ha, bằng ngón tay mình không à, cộng đế luôn chú, có cái bự hơn ngón tay luôn á. Rồi. Cây này hoành nó là 15. Cây đây hoành 16. Đế thì khỏi nói luôn. Đế thì khỏi nói nha. Cây đây hoành 15. Rồi combo 3 cây này 500k, bao phí ship cho cô chú anh chị luôn. Rồi ai mà cô tới cuối là mình chốt 3 cây này là vô luôn. Dạ. Yeah. 500k đế, thôi cô chú anh chị. 500k có 3 cây. Bao ship toàn quốc ha. Trang sang Nhật ha cô chú anh chị à. Cỡ 2 tháng hoặc 3 tháng thôi quý cô chú có một cây hoa rực rỡ. Rồi. Thì cây này, cái combo này cũng là kết thúc cái clip ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị ha. Thì xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo. Rồi dạ. Xin chào. Dạ. Anh chào nhàn luôn ha. Quý chú dạ. Xem kênh ủng hộ cho em nhàn ha. Quý chú cũng như là đăng ký kênh ủng hộ kênh ha. Con cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.